Ờ, sư cho con hỏi con thường nghe sư giảng khoảng cách từ vị phật này phật hiện tại đến phật vị lai phải đợi một a tăng kỳ kiếp vậy tu thọ chánh pháp là năm ngàn năm sau năm ngàn năm phật pháp biến mất sẽ có một vị phật kế tiếp vậy một a tăng kỳ có phải quá lâu so với tu thọ chánh pháp hay không ờ chưa, chưa phải chờ một a tăng kỳ đâu bởi vì ở kiếp trái đất này đó sau khi mà chánh pháp hết tuổi thọ năm ngàn năm thì còn một vị chánh tặng chánh giác nữa ra đời đó là ngài mít tây giá cũng như là ngài di lặc á còn một vị chánh tặng chánh giác nữa nhưng mà sau đó thì đúng là chúng ta sẽ phải chờ một a tăng kỳ tiếp theo mới gặp vị chánh tặng chánh giác kế tiếp cho nên nếu như mà quý vị thấy nó quá lâu, chính vì nó lâu như vậy thì mới có chuyện là chúng sanh đi xuống nhiều hơn đi lên và chúng sanh cái số lượng chúng sanh có những kiếp có những kiếp mà cõi trời trở nên trống vắng, bởi vì những kiếp đó không có các bậc thánh ra đời, thì các cõi trời trở nên trống vắng và có những kiếp các cái tờ, các cái cõi trời mà phạm thiên là cũng không có luôn vắng luôn, tại vì không có ai chứng thiền hết và các cõi trời dục giới đó, thì cũng trở nên rất là vắng bởi vì cái người mà biết làm thiện nó rất là hiếm thành ra cái chuyện đó không có gì lạ hết chỉ khi nào mà một vị chánh nặng chánh giác ra đời đó thì mới có khả năng độ chúng sanh thoát cái vòng sanh tử thành ra đó kể cái chuyến đò thì thôi ha. Chuyện, kể chuyến đò là không có chờ được đâu à, ráng ha. biết như vậy đó biết cái khoảng cách nó quá xa như vậy so hai cái so ra nó, nó không thể nào nó so sánh nổi thì phải ráng để tu ráng để tu ráng để giác ngộ bởi vì nếu như mà không có khả năng giác ngộ đó chúng ta chờ trong suốt cái khoảng thời gian đó đó thì chưa chắc là chúng ta sẽ uh, đi lên chưa chắc mình đi lên nổi đâu có khi tại vì nó dài quá đi thì chúng ta sẽ phải đi xuống những cái cảnh giới xa đọa thành ra đó để ráng ha ráng tu cho kịp thời đức phật này được giải thoát giác ngộ không được như vậy đó không được như vậy đó thì cũng tạo cái duyên để cho đời đức phật kế tiếp là ngài mét tây giá chứ còn mà trễ nữa đó là coi như là miệt mài sanh tử nha